Xin chào các bạn. Hôm nay hai cô cháu mình rảnh rỗi quá không biết làm gì. Chắc lát kêu Hạnh trèo lên cây dừa để hái có xem có cái trái dừa khô nào. Kêu Hạnh leo lên cái cây dừa này nè, cái dừa cao nhất là để hái cái trái dừa khô xuống để nấu chè. Đây cái món hôm nay mình làm nấu chè là món chè chuối nha các bạn. Cái này là bột phai và bột bán. Lát nữa mình sẽ nấu chung luôn. Đó. Giờ mình sẽ với Hạnh đi leo dừa, hái dừa khô. Rồi đó, Hạnh chuẩn bị leo. Leo lên là làm sao mà hái được trái dừa khô luôn. Cao quá. Leo không nổi phải không? Rồi leo không nổi đứng đó đi, đi lụm dưới gốc xem có trái nào không lụm. Đó. Được trái dừa bự rồi đó. Con coi xem còn trái nào nữa không? Chờ chút. Để đây này con. Lụm vô. Đó. Rồi được hai trái bự. Giờ hai cô cháu mình sẽ lột dừa. Dạ giỏi vậy hả? Trái dừa khô này mình sẽ bỏ nước nha. Mình sẽ đập nè. Nước quá trời luôn ha. Tại cái nước này nó hơi gắt dầu. Tại nó đã khô rồi này nó hơi gắt dầu. Ngon tuyệt vời chưa. Trời cái mỏng của nó ngon quá rớt rồi. Trái dừa thiệt là dày cơm luôn. Đó, cái này cái mỏng này nó sắp sửa nó ra rồi nè. Cái này nó rất là ngọt. Nó không có gắt dầu. Khi nào mà mình thấy cái mọng ở trong nó mà nó bự á, lúc đó nó mới gắt dầu. Còn cái này là nó mới vừa già, nó vừa rớt xuống nè. Bây giờ mình sẽ bóp vào cho nó ra nước cốt. Nước cũng nhiều lắm đó các bạn. Nó rửa xong cái bột khoai bột bán rồi nè. Giờ con đổ chút xíu nước vô con đem vô con luộc cho cô ha. Rồi đâu coi đâu coi con. Rồi. Ít nước vậy thôi mình cho nó nở, thiệt nở ra ha. Thì lát nữa mình sẽ đổ nước dảo của nước dừa vô. Cho nó nở ra thì mình mới bỏ chuối vô. Rồi chuối các bạn thấy nó sắp sôi nổi tâm lên rồi nè. Cái màu nó đen đen bạn, những cái đó là những cái vị chát của chuối nó ra. Mình phải luộc sơ đi thì nó không còn vị chát nữa. Còn đây là cái nước dảo, cái nước sau cùng nè. Mình sẽ đổ vô cái bột phai bột bán luôn. Được. Rồi mình sẽ đổ vô cái bột phai bột bán luôn. Để cho có hai cái này nó nở, thịt nở ra đi ha. Chứ nếu mình không có nó không có nở thì lát nữa mình cho đường vô là nó sẽ lợi, nó cứng lại. Nên bắt buộc là mình phải luộc cho nó chín và nó nở hết ra luôn. Nó mềm cái cọng bột phai bột bán ra thì mình mới có thể bỏ mấy cái gia vị khác vô ha. Cái nồi chuối của mình nó đã được rồi nè. Nó đã sôi rồi, nó nở ra rồi nè. Bây giờ mình sẽ nhắc xuống. Nhắc xuống mình sẽ đổ ở đây. Ôi chuối nó chín quá rồi. Bây giờ mình sẽ lột chuối ra ha. Không trái như đội bông rồi. Màu vàng đen này đó, càng lấy càng tốt. Rồi mình lấy cái thao đường lại coi, cô ướp đường. Thank you.
Rồi cái cục bột bán của mình nó cũng nở rồi nè. Các bạn luộc làm sao mà nó trong khe luôn, nó không có cái màu đục đục ở trong, thì lúc đó là bột bán bột pha nó đã chín nha. Còn nếu mà không thì lát nữa mình đổ cái đường vô là nó sẽ lợi đường, là nó cứng cái cọng bột pha bột bán lại liền. Đó, mình nấu một chút xíu nữa đi, mình sẽ bỏ đường vô rồi bỏ ấy vô. Giờ mình sẽ quay qua mình ướp chuối ha. Giờ mình sẽ ướp đường vô. Mình bỏ đường vô chuối này cho thấm vô chuối này. Để cho nó có cái vị ngọt thấm vô đường vô chuối luôn. Đảo lên, nhẹ tay thôi. Cũng có là chuối nó rất là mềm. Cái bột pha bột bán này nó cũng đã nở rồi. Giờ mình để cho nó sôi lên một chút xíu nữa rồi sẽ bỏ đường, rồi mình bỏ chuối vô là xong, hoàn thành một cái nồi chè luôn. Giờ mình sẽ cho một chút xíu xíu muối để cho nó đầm lại cái vị ngọt của đường rồi chuối ha, chút xíu thôi nha bạn, đừng cho nhiều quá mà nó qua cái đồ kho. Mình cho chút xíu muối để cho nó đầm lại thôi. Bột phai bột bán các bạn thấy nó là trong khe rồi, nó không còn cái màu đục nữa. Giờ mình sẽ bỏ đường vô ha. Như vậy này thì nó sẽ không có lợi đường, nó sẽ không có cứng nữa. Giờ mình sẽ bỏ đường vô. Cái này là 4 lạng đường. Mình sẽ bỏ vô đây. Thêm một chút xíu nữa. Chè là ăn có cái vị phải hơi ngọt chút xíu nó mới thành chè. Còn nếu mà nó lạt lạt quá thì cũng không có ngon. Để bỏ chuối vô ha. Ô, một cái nồi chè chuối ngon tuyệt vời luôn. Cái này là cái đường mình phải chán cho nó hết đường luôn. Đây, ngon chưa? Tuyệt vời không? Rồi cái nồi chè của mình đã hoàn thành, giờ mình sẽ đổ nước cốt vô. Nước cốt thường mình đổ sau cùng á, để cho cái vị béo của nó vẫn còn, với lại nó nguyên chất, nó không có còn bị gắt dầu. Giờ mình sẽ đổ nước cốt vô, mình nhắc xuống được rồi đó. Đây, các bạn có thấy nồi chè rất là tuyệt vời chưa? Bột khoai, bột bán nổi lên. Trái chuối còn nhiều quá mà bột pha bột bán nó nằm đâu hết. Cái này ai mà thích ăn vani thì bỏ cái vani vô cho nó thơm, còn mình thì nhà mình thì không ai thích cái mùi vani. Cái mùi chuối với lại cái mùi nước dừa nó đã đủ để làm rất là thơm. Xin mời các bạn ăn cùng với gia đình mình nha. Món chè chuối chưng. Nóng quá nha con. Chuối ngọt. Có nước cốt dừa. Mùi vị rất là thơm phải không con? Thơm ngon bổ dưỡng. Mùi nước cốt dừa thơm. Khỏi cần vani ha. Dạ. Tại cái mùi vani nó cũng hơi gắt. Nhà cô thì không có thích ăn mùi vani lắm. Mình cũng vô để mình giờ ăn giật ăn dành với nó ngọt gắt luôn. Cái chuối, cái nước chuối nó ra nó cũng làm cho cái vị ngọt nó khác biệt. Nó thơm, ngọt.